Yeah. Anh cắt ở chỗ mà anh hồi đó anh ở gần chỗ chợ khô rồi đó anh biết không? Cũng có xử lý. Mỹ nó biết cái nó cắt thì nó tấy xong là nhìn ok hơn, nhưng mà khi mà mình về mình ngủ một cái sáng rồi cái tóc mình nó bị vỡ cái phần. Bị vỡ cái phần ra liền. Em cắt nó hai lần mà em hỏi thằng chủ là mày có thể giới thiệu cho tao cái người nào mà cắt rút cho tao không? Tại vì tao biết tóc tao dày lắm. Nó cũng đưa cho em mình cắt không thích. Hai lần đó. Tại vì ngộ đầu xong rồi cái phone nó không còn nữa. Mà em thì không có thời gian. Em không có thời gian mà để mỗi sáng mà em đứng em kéo tóc em rủi, em không có thời gian. Một tuần mình đi làm 6 ngày mà sáng sớm thì dậy lo ăn uống cho con cái rồi chở nó đi học xong rồi em còn đi làm nữa. Cho nên không có thời gian chăm nhiều. Mình ngắn thì ngắn hẳn mà lỡ một cái dạ. Nó dễ nó khó chịu lắm. Bữa giờ em bận tại tháng 5 là em bận suốt nguyên tháng luôn. Cái năm thì nhiều lễ rồi tháng này cũng bận cũng thiếu thợ tại vì biết chỉ vừa tháng 5 bận xong rồi tháng 6 con cái nghỉ rồi dẫn đi Việt Nam. Nên cũng thiếu thợ nữa. Tại vì nó qua cái vai của mình là nó khó chịu lắm. Đúng rồi. Dạ. Em đỡ vậy em quen rồi. Mà cột lên thì kỳ. Ừ. Nó khác đi.
ngon hơn. Mình xây cái bát ri. Mình xây cái miệng lại. Sao nãy giờ mình chơi game mình không thấy mệt? No, cái phone của mẹ có wifi mà. Hả? Các nó không có đúng nó về rồi các dặn rồi không có gì dặn nha. Bữa anh các em về anh coi coi cũng con rất là cướp. Trời ơi cắt cái này là nó dặn quá hay lờ. Còn anh này cắt không có dặn chị đâu, tại vì nó ngang vai á, thường thường là dễ bị dặn nhất. Thà em ngắn lên thì bảo đảm 100%, nhưng mà lửng lửng vậy mà cắt mà nó không dẫn rồi. Nó ngang vai á, bởi vì nhiều người người ta sợ cắt ngang vai nó sẽ bị dẫn, nhưng mà tùy theo mỗi người cắt thôi. Em nói anh này cắt không có dẫn đâu, không cắt rồi nói chuyện trời dẫn, đảm bảo dẫn cứ mấy lần sai em cội xong không có dẫn đâu. Em đâu có cần sấy đâu, thấy không? Cái chuyện nó ồ vậy hả? Thích bữa nào đi cắt em cho số phone cho. Chị nói cắt cỡ này là sẽ đảm bảo sẽ giảm hết vậy. Thì đa số nhiều người cắt là giảm. Em cắt anh này quen rồi không có giảm như thế nào. Nó tiệm á, sấy thì ai cũng đẹp hết á. Rồi về nhà đi. Đúng rồi. Về nhà gội đầu một lần đi, một tháng nó bung ra. Cắt không chuẩn là nó bị bung ra liền này. Nó không vô xếp.
em bấm cho nó rồi em bấm ở Việt Nam rồi mà không biết sao nó bị sưng á, bị có mủ. Qua đây em sợ quá, em gỡ ra luôn cái nó lành luôn. Bất luôn. Nó bất luôn. Xong giờ nó thấy nó có nhiều bông. Mấy rồi xong chỉ bây giờ không biết sao chị thấy trong lớp chị ai cũng mà chị nói với em là chị ready rồi dắt đi bấm lỗ tai lại. muốn chú hết Oh.